Đã bao giờ bạn vô tình với bức tranh quê hương thân thương rừng ấy? Vẻ đẹp của ngàn năm trước và triệu năm sau. Không cần phải đi xa mới nhớ về, vì những vẻ đẹp ấy đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người dân Việt. Vì đó chính là nguồn cội. LCD Bravia, chất lượng bền vững, sống mãi từng chi tiết và sắc màu nguồn cội.